chúng ta nhận qua tặng phẩm là một chiếc TV Asenio 40 inch màn hình LED. Ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị mở thưởng. Hey! Nào ơi, bán lẻ đi em, quá trời khán giả đã kêu kìa. Mình bị ác gì ra mi, gì ra mi, gì ra mi, gì ra. Trở lại đây phía bên này còn chưa có vé nè. Mi, gì ra mi, gì ra mi, gì ra. Hết vé luôn, hẹn dòng sau quý chị ơi. Còn vé thua không nè? Còn mình đây Luna còn mấy vé à? Luna còn mấy vé Luna ơi? Hết rồi, còn một vé, chạy lẹ qua đây nè. Hết luôn, đây. Chạy lên sân khấu, chạy lên sân khấu. Đây, 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 ngay hết ngay luôn, ngay hết ngay. Hết luôn rồi, giờ xuống nha anh chị. Mấy gì ra, năm gì đây? Năm gì ra, cái năm gì ra? Gì ra xuống, gì ra mi, gì ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe chưa số mấy. Gì ra mi, gì ra mi, gì ra. Khi xưa Alibaba nhìn đằng đằng sang chiếu đằng giang. Alibaba. Hôm nay Alibaba nhìn đằng đằng sang chiếu đằng giang. Alibaba. Hey ông Thảo ơi. Ngày mai Alibaba như dòng trăng sang chiếu trên trần gian. Bye.
đây cây số thì đây số thì ra cây số thì ra phụ nữ ngày nay khi ngày mà tâm niệm phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn kế hoạch sinh con giữ gìn mà sức khỏe nuôi con cho khỏe dạy trẻ mà cho ngoan việc nước lo con việc nhà mà cũng tốt ba mươi mốt tới 31 31 là tâm nghĩa cờ thôi. Giờ tập trung đếm chứ không phải một nữa. Rồi, và một chú nhân đang chạy lên để nhận giải thưa quý vị nha. Và bây giờ chúng em sẽ tràn số trước phục vụ vòng loại tiếp theo với vòng loại bình thường. Và vòng loại này để công bằng cho tất cả quý vị, em xin mời một vị chủ nhân và bất kỳ và bước lên sân khấu để dò lại số dùng cho chúng em để khách quan nhất cho tất cả quý vị đang ngồi đây ạ. À. Ai tiên phong ạ, ai xung phong ạ, em sẽ tặng mọi người một vé và xin mời anh. Rồi, xin chúc mừng anh nha với vòng loại đặc biệt 31 và em mời anh. Rồi, anh áo xanh rồi. Quý vị cầm vé giùm em nha. Rồi, ngay bây giờ chúng em không để mất thời gian thì tất cả các nhân viên sẽ tràn xuống dưới phục vụ vé lập lời tiếp theo đó, mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Rồi, anh dò đúng không anh? Rồi, anh mời anh dò lại những con số giùm em nha. 31 vừa kêu qua. Có 1. 51. Có 1. Có 2. Có 2. 23. Có 3. 18. Có 4. 4 con trên 1 ngàn hợp lệ, dòng loại 21 trên bảng đèn hợp lệ, chúc mừng. Rồi, bà này bà kinh đường nào? 31. Có 1. 51. Có 2. 23. Có 3. 18. Có 4. Dòng loại 023 hợp lệ, chúc mừng chị. Đúng rồi. Đây, đây vẫn là 31. Có 1. 51. Có 23. Có 3. 18. Có 4. Dòng loại số 9. 18, 23, 31 và 51, dòng loại 18 hợp lệ. Thưa quý vị, xin chúc mừng cho bốn chủ nhân may mắn trên sân khấu. Và ngay bây giờ, em xin cảm ơn anh và xin mời anh nhận một vé may mắn từ ban tổ chức. Rồi, Lai ơi, cho anh xin một vé nha. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng em xin trao thưởng, mỗi quý vị sẽ nhận qua một con gấu nhỏ trước. Sau đó chúng ta sẽ quay lòng cầu xem ai là người may mắn sở hữu chiếc TV Asanjo 40 inch còn lại của vòng đặc biệt tiếp theo cuối cùng trong tối hôm nay. Và xin mời cùi sẽ bỏ banh vào lòng cầu và xin mời tất cả các anh sẽ tiến tới lòng cầu để quay số ạ. Rồi chào gấu chị luôn. Tại lúc người ta trao bà đi chơi. Ở trao cho bà đi, tao sợ bà cắn tao quá. Rồi, quay đi, lẹ lên. Rồi, xin mời em trai. Cái nớt quá trời, cái nớt rồi. Đó. Chị. Chào vậy. Rồi lấy dấu nha, đừng cho biết nha. Trời ơi, than chi vậy không biết nữa. 60, rồi khỏi dò. Đụng nóc luôn rồi, dò cái gì nữa. Trời, thật coi sao em hên dữ vậy nè. Để đây đi chị. Trời ơi, đó, một chiếc TV Asanjo còn lại, chúc mừng em nha. Rồi, xin mời em biết, bước ra đây. Bữa đây chụp tấm hình lưu niệm anh ơi. Rồi, chụp tấm hình lưu niệm, đó, để cho bà con livestream coi được biết đây là chủ nhân cuối cùng của chiếc TV Asanjo tới đêm nay. Thưa quý vị, em tên là gì? Em tên là Hoàng. Hoàng ở đâu, quận mấy? Dạ, Gò Vấp. Gò Vấp, chúc mừng em đi rất là xa tới đây và may mắn mang TV về, xin chúc mừng em. Chúng ta anh không đành cam 38
Trần thưởng quý vị nha. Rồi
37 giờ chưa qua. 52, 22, số 6, hợp lệ thưa quý vị, dòng loại 255, hợp lệ, xin chúc mừng chị. Và còn ai nữa mà con may mắn được giải, đứa chạy lên sân khấu.